ta tri ân. Xin tri ân, tri ân ông bà của con, tri ân tiên tổ của con. Xin dâng lên, dâng lên với một lòng sống, dâng lên tâm tình đã chân linh ngũ bái.
trúc lâu y phạm tướng trang nghiêm hoàn ứng tán lệ. Tại chiêm thập phương câu viết nga Phật giáo tạng trung hữu sai tịnh mật chú đà na ni cận đương chỉ cùng quan và thân pháp thân do nhà cư không bồ lượng sơ công đức sở thành tiểu cố thiên tướng pháp trì quán sai đàn đường thứ vị thanh hương bồ thân cũng đàng vị thờ cung kinh đấu đỉnh thập phương chư Phật Bồ Tát đại bi đại nguyện đại thánh đại từ bản tôn đi địa tạng vương Bồ Tát tiếp dẫn đông linh hoàng thiên hậu tổ chư vị tôn thần ngũ phương đi thủ ô mộ to địa y nga sơn y nga thần tiếp dẫn các chư chân linh toàn lâm y đông thiết đi nga kỳ ạ nghi niên ni nhâm ti ạ nguyệt ti ngạ sơ nhất nhật dương môn hiếu chủ hậu rệ khôn tử trương thị đại ca pi nội tôn hậu rệ nguyệt ni xuân ni chính ngôn nguyệt ni thị tinh biểu tôn nguyễn nam sơn nguyễn thị ạ hoài thứ nam tôn nguyễn ni ạ nghi văn đi nga định nghỉ lê thị nga thuận đi nga nội đại biểu tôn nguyễn khắc hoài thương nguyễn khắc hoài nam nguyễn đi nga văn đi toàn nguyễn đi trần thị châu nguyễn đi khương duy nguyễn đi thị nghệ giang nguyễn đi nga mê văn đi nga cùng đi nga lê thị nhung nguyễn ngọc đi nga quảng đi nga cố nữ nga nguyễn đi thị trung tế thư dịch đi nga văn đi vĩ hợp đi nga côn nguyện đi lê thị tuấn đi nội tôn nguyện đi thị gương nguyện thị mai nguyện thị phượng nguyện đi hoài thương nguyện khắc hoài nam nguyện đi cương nghị duy nguyện đi thị giang nguyện đi lê minh ánh nguyện lê minh kiệt nguyện đi lê minh y nguyện ngoại y tôn trịnh y văn y hợi trịnh thị y nhung trịnh y thị hậu hợp vì đầm ngoại y nga nghi nga tôn nguyện ni thị nhâm mi trường xuân ni nga nghi đông ni nga lê thị nhà bích nga tôn sáu y quốc xã bích thương nguyện bích lộc tỉnh thanh hóa hợp trường thị thu trường văn ni thường trường văn ni nga tiến ni nga trường ni thị nga tại làng phúc y tân thuộc kỳ bình nga phúc quý bình nghi lộc kỳ tỉnh thanh ni nga hóa ni nga trường ni nga thị nga long ni nga lê văn sinh lê văn sáng lê nga văn ni giang lê thị hồng trương y văn ni phúc trương thị quẹt ê trinh nga thị y nga thanh lê anh đi tu lê đức y nhân ở tại thôn bảy xã bình hưng huyện bình lộc tỉnh thanh hóa đồng vì nga gia nội ngoại dương môn quyến chỗ nào cũng được.
chúng vì ngà tu xây dựng một hòa phần đi ngà nắng đi ngà đi ngà phục vì ngà thờ chư vị các chư chân linh chính thiên hương ngọn nguyện đi quý công quý văn mẹ chân linh nguyện đi ngà quý công quý văn tiền chân linh trường quý thị hiền chân linh nguyện đi ngà quý công quý văn thẩm chân linh nguyện ngọc ngồi chân linh đi ngà nghề ngọc vì ngà nguyện ni văn ni quy chân linh phục hòa tiến chư vị chân linh hoặc nhà tổ gương hòn đi trương quy văn ân chân linh trương văn toàn chân linh liệt đi sĩ trương văn quy chân ni linh trương thịnh hạ kim chân ni linh chư vị chân ni linh giang ni hương mộ phản đi ngà siêu sinh đi tịch nhà độ an hồn là phát kia cờ phục bách phúc tự trí tham môi tội dẹp phúc sinh bỏ cặp chúng sinh giải thoát như lai giao hữu đã thiên nhiên hương chân ngôn cần đương chỉ linh giảng y võ pháp truyền đi thủ tư cũng tâm phục hà thịnh lan hòn đều liều sơ vô lai cứ chi kỳ quê bách tu tu ninh hiệu trùng quy chi nhật nghe hà phục nghe vì áp triệu chân linh nguyện đi ra thiên tỏ nguyện đi quý công quý văn mẹ chân linh nguyện quý công quý văn phiền chân linh trương quý thị hiền chân đi a linh nguyện đi a văn thẩm chân linh nguyện ngọc mùi chân linh đi nguyện đi thịnh a kim chân linh nguyện đi văn đi quý chân ly linh phục hòa thiên đi ngoại tổ trương văn ân chân linh trương văn toàn chân linh liệt sĩ trương văn quý chân linh trương thịnh hạ kim chân ni a linh ni a chính ni hòn duy nguyện lục trần kết tịnh nhất tính liên minh giáo phó mộ phần quảng đại triệu đình ký mộc quang lâm nghề an vạ chân ngôn cả đường phúc tộc Phật Bồ Tát hiện thân hình hộ pháp long thiên ứng cận tình và thánh đi tiên hiển ai dám cách tử vi bất xa ta hăng chứng minh bạc cũng dụng biểu phi nghi thiên thân hiền thanh đi giám lâm tứ kiếp linh hồn nghi nạp tụ dưỡng môn tín đồ kèn thành tượng hương vô vi Linh bảo hiệu viên hữu Việt Nam quốc Thanh Hóa tỉnh Vĩnh Lộc huyện Vĩnh Hưng nghi nha xã thôn sáu hệ khu mộ trạch sư y thoảng nghi phong tôn thần nhân cũng đồng thiết tiên đi lễ trùng nghi tu mộ hòa trạch kỳ nga hoàn nghi ngáo lễ nghi nga an hồn nhà bách đi nga nghi cầu hệ âm chiêu thương quân lợi chữ kim thần gia dương môn tín nghi nga chủ hôn tử nguyện nghi nga thị nghi nga
nguyện thể nhân minh trương minh kim kim thần hình trương minh môn tín hình chỗ minh nghe tin chú hôn tử trường y thị nhà thạch thành nhà căng thất tập hoa tuế nam tử nguyện y nhà xuân nhà chính y hành nhà căng ngũ y tập tam y tuế hôn tử nguyện y thị y thinh hành nhà căng ngũ tập độc y nhà tuế nội tôn nguyện y nhà nguyện y nhà hầm y sơn nhị nhà tập nhị y nhà tuế nguyện y thị y ngoài nhị nhà tập ngũ y nhà tuế thứ nam nguyện đi văn đi định đi nguyện đi văn đi tròn nguyện đi văn đi ngục hòa nguyện đi ngọc về quang nữ y tôn nguyện đi thị trung hòa vị tôn đi tế tôn đi lê thị tuấn đi lê thị đoạn là trần thị trần thị châu lê thị ngày nhung y trịnh thị nhà văn đi vĩ nguyện đi thị hương nguyện đi thị mai nguyện đi thị phương nguyện đi quang hoài dương mi nguyện đi quang hoài thương mi nguyện đi khắc đi hoài nam mi nguyện đi nghi cường duy nguyện đi thị giang nguyện đi lê minh đi anh đi nguyện đi lê minh đi kiệt đi nguyện đi lê minh đi nhật đi trịnh đi văn đi hội trịnh thị nhung đi trịnh thị hậu hình phi long đi dương mi môn nguyện đi thị nhâm đi trường xuân đi đông lê thị bích đi trường đi thị thu trường đi văn đi thường trường văn tiến trường đi thị nga ở đại bình đi phúc đi tân đi phúc đi trường đi thị long đi nga lê văn đi nga sinh lê văn đi sáng đi lê văn đi giang đi thị hồng trường đi văn đi phúc đi trường đi thị quẹ trịnh đi thị thanh đi lê anh đi tu lê đức đi nhân đi ở tại xóm đi nga bảy thuộc đi nga bình đi nga cưng đi nga bình đi lập đầm đi nga đầm đi ra dương môn quyến đặng sờ nghị uý chư vị chân linh cát tăng trùng tu tạo dương trạch mộ phần thiết tự địa phương cấm kỵ hoặc tiểu phạm thương nguyện trại cu minh các trung vị viện nữ kỳ quật ca nhã ra coi phạm tiền đài cảm vị khí an dương kiên mạc tức viên tư kiện tâm toán tạ thể thủ đầu thành cung cả âm thạch tính an ninh tư bảo dân môn nhị các cánh cần tu kim ngạt các nhạc tu thiết thương hoa quả phẩm phù lưu tiểu vật minh y mũ uy ngựa mũ uy nga phương y nga đầy lễ tạ thần y linh cờ bóng linh an hồn bách phụ uy sớ văn kiện thân thần thượng đấu cung duy cung a nghìn nam mô thập phương vô lượng thượng trụ tam bảo nhất thiết chư phật ni nga kim liên tòa hạ đại bi đại nguyện đại thánh đại từ ma ha ni a một tiếng một niệm liên tôn giả đại bi đại thánh đại từ ma tôn niệm đại vương tôn và sở hữu khai quang chân ngôn cần đương thuyền y đọc đông phương giáp ướt mộc đường đường nam thuộc minh đinh hỏa dương dương tây thuộc cánh tân kim tướng nguyện bắc phương nhâm quy thị khai trương đại khai chi kinh minh như nhật thượng phá vi trần tam lãm sinh nhất niệm liễu nhiên siêu với cơ quang khai vạn vật tổng giai thông thủy nhiên nhị ngũ nhân đi thông quang chiêu nhân từ quang chiêu không huê kim nhật hoàng kiều kiều quang thể bến bồ san san chiếu trần sa ta dô sa bà ta dô sa bà ta dô sa bà dòng ngàn khai quang tạo tờ diệu quang minh chiếu mộ đường sơn vương quân trẻ trẻ địa hành các cùng vương tại những giai hồ bảo long hồ tiên hồ tiên cô ngang minh tại pháp bất tư vương minh vạn tây dương dương quyên tọa tiên trưởng ca minh chiếu tiên công minh nam đặng tờ diệu quang minh chiếu mộ đường sơn vương quân trẻ trẻ địa hành các cùng vương tại những giai hồ bảo long hồ tiên hồ tiên cô ngang minh tại pháp bất minh vạn tây dương dương quyên tọa tiên trưởng quang minh tôn giả lại từ bi tuần lâm trùng tu mộ trạch
Trưởng Minh Y thành cảnh đại vương là giang qua phù lâm sứ giả Trưởng Minh Y luyện chỉ thành khối hôi thành các quả quang tâm mỗi biến tùy ghi giao cấp cho các chư chân linh ở tại mộ phần hai thụ dụng ngoài quỷ vô danh các chỉ vi thanh chỉ biến vi thanh nghi và chỉ biến vi và chi xích chỉ biến vi xích chi hoàng chỉ biến vi hoàng nghi các tác hiện biến tùy ghi thân ơi người trong ba gói sâu loài sinh bằng cơ quét nhóm thanh nghĩ rằng sông giả các vai tưởng như bóng sáng giang tay vô thường nhớ nhớ hôm nào tổ tiên các chư vong linh tựa nương cửa Phật cháu cùng con mừng rỡ trước sau bây giờ đã thác đi đâu để cho con cháu đêm ngày nhớ thương dòng họ chúng con anh nghỉ nhớ thương nghỉ chúng con tìm cả trời năm người thì chẳng thấy thấy em cùng mò chiêm bao tưởng như họ vơi bóng tưởng như là còn sống ở nhà bàng hoàng quách là hồn hoa nay con cùng cháu biết là gọi ai sao hôm lặn sao mai lại mọc sông ngân hà đắm dọc giữa trời tưởng rằng độ tội phúc đầy vơi bỗng đâu nay đã ra người kiều u nguyên hay là vóc ngọc mây sen mãi vui cái chú đào tiên một mình hay là hồn lại tái sinh chân chìm bóng la sự tình xót xa hay là hồn dưới diêm la mãi vui quên cả ta bà chi âm đường bình rơi tối tăm mù mịt cái thức thần hương ít tơ bò suối vàng hồn quách ngẩn ngơ âm dương cách biệt bây giờ về đâu nhờ vật thanh dây tàu sơ trước rước chân linh nghe về tại lăng tẩm nương tựa bồ tát đi chư thần giáng tại mộ phần xin mời ngà hoa quả lòng thành ngà minh áo quần đi ngà cháu con dâng tiến đi các chư vong linh nghe ngà về nghi nhà nghi dưới viện trưởng nghi mình nghi chốn ấy xin tà quan linh lấy về dùng phép công sinh tử giữ lòng để cho hồn nhớ tâm lòng cháu con dùng nhan thập cờ đều quang minh chiếu mà cai nhân mã công minh thì ngay nghi mã công minh tính sai tình mã công minh thì cai nhân mã công minh cai về bằng công minh cai cai quan công nhan thập cờ đều quang kiếm chủ là hôn tử nay ra hà về làm dâu hộ nguyễn ngày nay ra sinh con đàn cháu đống uống nước nước nguồn công thức cao dày ngày nay ra lại có nam tử là nguyễn ngọc cường nay ra ra đầu nổi lệnh mệnh làm dâu đầu làm ngay làm đệ thiết lập tính tưởng ở chốn ngày ra ta hôn cháu thắng vinh minh là vĩnh lộc tỉnh thanh hóa nay trương thị thạch con này cùng với nam tử là nguyễn xuân chính hôn tử đầu tôi với đầu sư ngoài thứ nam và hai giả nguyễn lệ hai giả văn định và nguyễn lệ văn tường nguyễn lệ a văn hùng hai giả nữ tử là nguyễn thị trung cặp thể hai giả hôn tử là lê thị tuấn và lê thị thuận trần thị châu và lê thị nhung cặp tế tử là trịnh thị văn vĩnh nguyễn văn bảy chân linh nguyễn văn kiên chân linh và trương thị thiên chân linh nguyễn văn thẩm chân linh nguyễn ngọc bùi chân linh nguyễn thị kim chân linh thì nay là nguyễn thị mạnh chân linh nguyễn văn quy chân linh họ trương con và nay là có trùng tu mộ thạch cho chân linh trương văn ân trương văn toàn và liệt sĩ trương văn quý và chân linh trương thị kim đồng chư vị các chư chân linh đã hoàn thành ngày nay là dương môn nay là tín chủ con nay là nhất tâm nhất niệm nhất thiết lòng thành trương thị thạch cùng với các nam tử hôn tử nội tôn ngoại tôn đồng gia sư tôn quyến nặng hành trình chỉ tờ vì có kiền tỉnh đạo tràng chúng quan vào để hai giả theo tập tục tương lai hai giả ăn mày thánh tổ hai giả lục cúng hoàng nghi cung nghi bái thỉnh thập phương thượng tổ tam bảo cung thiên tòa sư phật tổ tát tại chỉ đại nguyện hải thánh đại từ ban nghi cúng tây kinh ngưỡng lặng thực thiên hạ về người chi minh nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật Nam
Nam mô Đại Bi Hội Đồng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Bi Hội Đồng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Bi Hội Đồng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Thiên Thủ Thiên Nhân Vô Ngại Đại Bi Tâm Đa Đa Ni. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Xây nền mặt đất, thế là trang điểm phần mộ lăng tẩm của các cụ đã được hoàn thành. Lại có nhân duyên để kể về những đạo tràng tứ chúng để chúng tôi về đây, tức là hoa nghi ăn bài thánh tổ, hoa nghi ở tại lăng tẩm bộ phần lễ tạng an hồn phách các sư vong linh. Chúng ta chuẩn tu xây dựng thì đã được viên mãn. Một lần nữa chúng ta tạ lễ chư Phật chư thần và chúng ta tạ lễ các sư vong linh để hồi hướng công việc là sao. A Di Đà Phật. Thắp lên một nén hương kính nhớ ông bà tổ tiên, ghi khắc trong lòng triền miên suốt một đời, thành kính cảm tạ tri ân. Xin tri ân, tri ân ông bà của con, tri ân tiên tổ của con. Xin dâng lên với một lòng son, dâng lên tâm tình đã tiền. Tháng năm cùng tổ tiên hướng tới những ngày bình yên trên những nẻo đường trần gian, vẫn tìm về nguồn gốc sinh thành cha ta. Xin chia